giới thiệu với mọi người, đây là cái giếng nước nóng. Cái giếng này là nằm cách ga Thạch Trụ khoảng 200 mét phía bắc á. Cái này là nước khoáng nóng á. Tắm là tốt cho sức khỏe. Đấy, phía bên kia là có một cái hồ đấy. Hồ này là dành cho nam, còn bên kia là phụ nữ. Cái này có thể luộc trứng gà để ăn được. Tắm cái này là tốt cho sức khỏe lắm. Mình giới thiệu sơ qua bao nhiêu thôi. Mọi người xem tàu nha. Người ta đi mãi mãi, đó là tôi với.